Xin chào anh em đã quay trở lại với channel YouTube Mò Kim. Hôm nay sẽ là một câu chuyện về chủ đề hậu tận thế, một chủ đề quá sức kinh điển trong làng game và điện ảnh. Khỏi phải nói, hành trình của nhân vật chính sẽ được các nhà phát triển bón ngập hành, chờ đợi các anh em game thủ vào mà tận hưởng. Em gái Mọt xin mời các anh em đến với những pha xoắn hết cả não trong một tựa game nghe tên thôi đã thấy vật vã, mơ hồ, toát mồ hôi hộp. Đó chính là Bad Dream Fever. Chẳng những phải tìm đường sinh tồn ở nơi nhân loại gần như bị xóa sổ, nhân vật chính của chúng ta còn phải đối mặt với một sự thật vượt xa trí tưởng tượng của anh lúc bấy giờ. Không để các bạn phải đợi lâu, hãy cùng với Mọt Game bắt đầu thôi nào! DigiPals, game NFT uy tín sắp ra mắt. Đăng ký ngay để có cơ hội nhận 500 NFT và tham gia sự kiện đấu giá Genesis với ưu đãi vượt trội. Tìm hiểu thêm tại digipal.io nha. Zombie, thảm họa hạt nhân, đại dịch thế giới, thiên thạch va chạm, sóng thần dâng cao, bão tố càn quét. Rất nhiều yếu tố gây nên sự tuyệt diệt của địa cầu đã được đưa ra trong rất nhiều các tựa game. Nhìn bao quát, tất cả đều có một điểm chung chỉ bao hàm trong một từ duy nhất. Tệ. Đúng vậy, hãy tưởng tượng nếu bạn là một trong số ít những người còn sót lại sau cơn khải huyền. Bạn tuyệt vọng và cô đơn, bao trùm bởi nỗi sợ hãi một thế lực đột biến trỗi dậy và bản thân rơi vào tình huống sinh tồn sống còn khắc nghiệt. Hay đơn giản hơn là chỉ còn mình ta giữa đất trời bao la, cô độc, mục ruỗng và chết dần trên đống tàn tích thế giới cũ. Tệ, quá xa tệ. Thế nhưng, nếu tất cả những thứ trên lại nằm trong một cơn mơ tưởng chừng vô tận, nó biến hóa khôn lường, nó là những nỗi sợ, những cảm xúc kinh khủng nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Tất cả chúng vồ tới bạn trong cơn mộng mị, nhưng cảm giác lại chân thật đến quằn xéo tâm thần. Chúc mừng bạn, bạn đã đạt đến cảnh giới còn tệ hơn chữ tệ. Nếu nói rằng bạn sống tới từng tuổi này mà chưa từng mơ thì chắc chắn là bạn bốc phát. Có giấc mơ đẹp, cũng có ác mộng kinh hoàng. Tuy nhiên cái đáng sợ ở đây là những diễn biến của các sự việc luôn không tuân theo một quy luật nào hết. Cửa phòng nhà bạn có thể dẫn ra công viên, chiếc điện thoại đập đá của bạn có thể gọi cho Captain Marvel, hoặc ngăn tủ bàn học của bạn cũng có thể là cửa ra vào của mấy thời gian. Chính sự huyễn hoặc lòng vòng vô định bất phân hầm bà làng hỗn độn nãy giờ mà Mọt tôi vừa nêu ra chính là mấu chốt để tựa game Bad Dream Fever dựng lên câu chuyện của riêng mình. Một thảm họa tận thế bên trong một thế giới giấc mơ, nơi mà chẳng có thứ gì hoạt động theo đúng cách thức thông thường cả. Hey, bạn tỉnh lại trong một căn phòng lạ. Có vẻ đây là phòng của nữ, đứng lâu không tiện đâu. Lỡ chủ nhân của nó bước vào lại nghĩ bạn là một thằng biến thái thì lại toang. Bước cái chân ra phòng ngoài, bạn nhận ra bên ngoài này giống như là một cái kho đủ thứ đồ như cái hội chợ vậy. Cửa dẫn ra khỏi căn hộ đã bị khóa, tay nắm thì bị gãy rời ra. Bạn vớ ngay cái tiếp keo dán sắt ở trên kệ ở gần đó dán nó trở lại, nhưng mà nó cứ rơi ra. Có lẽ phải dán rồi chờ keo khô trước cái đã. Bạn quay vào phòng, nhìn một vòng và thấy chiếc đồng hồ trên bàn. Đang cầm lên xem thì kim của nó bị gãy rơi ra ngoài. Bạn quay lại phòng xem keo đã khô chưa thì có tiếng dội nước ở trong toilet. Một cô gái bước ra khỏi đó với chiếc mặt nạ hình mỏ chim trên mặt. Cô gái cho biết rằng có một dịch bệnh lạ đã xuất hiện ở trong thành phố. Tất cả mọi người đều nhiễm bệnh và có vẻ như không còn ai sống sót. Có rất nhiều xác chết la liệt trên đường và đang bị phân hủy. Cô cảnh báo rằng nếu bạn muốn đi ra ngoài thì phải chuẩn bị cho thật kỹ và rất cẩn thận mới được. Cô gái đưa ra hai chiếc bộ đàm giúp bạn giữ liên lạc khi ra bên ngoài. Với cặp bộ đàm chính hiệu nữ dùng kỹ xài lâu tiếc lắm mới để lại giá 90% so với lúc mua, thì rõ ràng không ngạc nhiên mấy khi một cái hết pin chưa thay, một cái thì một dây dẫn chết bản mạch. Lò dò mãi tìm trong cái kho đồ ấy, cuối cùng cũng tìm ra được cái linh kiện để thay. Với bộ đàm hoạt động tốt, đã đến lúc mở cửa ra ngoài. Bên ngoài là một công trường xây dựng và gần đó là một trạm xe buýt. Có một cái xác người đàn ông đang nằm ở ghế chờ xe buýt, bên cạnh là chiếc máy quay phim. Nó bị bao lấy bởi một vũng chất lỏng tối màu cản đường. Đây có thể là chất chứa virus gây bệnh cho cả thành phố, vì vậy tuyệt đối không được đụng vào nó. Hồi lúc đi qua công trường, thấy có mấy thanh gỗ, quay lại dùng thanh gỗ khều cái máy quay phim kia ra để xem có gì bên trong hay không. Quả là một ý không tồi. Bên trong một tiệm đồ chơi gần đó, bạn nhặt được một tấm bản đồ cũ rách. Nó có thể giúp bạn đi lại trong thành phố dễ dàng hơn. Mang chiếc máy quay trở về nhà cho cô gái xem xét. Cô ta nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Có vẻ nó thiếu một cuộn băng để khởi động. Cô gái nhớ ra là trong phòng mình còn có một cuộn băng phim VHS có thể dùng được. Khi nhét cuộn băng vào, chiếc máy quay hoạt động hoàn hảo.
Vậy là bạn có thể ra bên ngoài tìm cách cứu thế giới với sự hướng dẫn từ xa của cô gái qua bộ đàm và camera. Khẩu trang, bao tay, đồ bảo hộ đã được trang bị. Cô gái giao nhiệm vụ đầu tiên cho bạn là phải dùng mẫu kim tiêm lấy máu trên một trong những cái xác chết mang về để cho cô ta phân tích xem căn bệnh này có đặc tính như thế nào. Tuy nhiên, khi trở lại trạm xe buýt, một sinh vật kỳ lạ giống một con robot bất ngờ nhảy sổ ra rồi xóa dấu vết của cái xác người khi nãy. Từ lúc quái vật này xuất hiện, chúng ta sẽ bị mất liên lạc với cô gái. Khỏi nói cũng biết cô ta lo sợ đến nhường nào. Bạn tiếp tục lang thang đến một ngôi trường. Các cửa của nó đều bị ai đó dùng ván gỗ bịt chặt, và chỉ riêng cửa thông gió ở ngõ sau là không bị bịt, nhưng lại bị khóa từ bên trong. Gần đó có một công viên và có thêm một số xác chết khác nữa, trong đó có xác của một ông già ngồi trên băng ghế. Cô gái nói rằng lần gần nhất cô thấy là không có ai trên băng ghế đó cả. Có nghĩa là cái xác này cũng rất mới, rất tốt để rút máu làm phân tích. Họ chỉ thiếu kim tiêm để rút ra mà thôi. Cô gái cũng nói rằng cô có cách mở cửa thông gió bị khóa, chỉ cần trèo lên tiếp cận nữa là đủ. Bạn liền quay về công trường, nhặt chiếc thang gỗ và tiện tay nhặt một hòn đá to trong đống xà bần xây dựng. Quay lại cửa thông gió, sau khi đã dựng thang để tiếp cận thì ném hòn đá vỡ toang cửa kính, thế là vào trong được ngay. Bên trong là một ít kim tiêm bẩn để ở sàn nhà vệ sinh. Thứ quái nào ở nhà vệ sinh trường mà lại có đầy kim tiêm? Mơ mặc kệ, thôi thì cứ vơ tạm lấy vậy. Bạn nhặt lấy một bộ kim tiêm rồi quay về công trường dùng chai nước ai đó vớt lại trên nền đất để rửa thật là sạch. Sau đó đến công viên rút máu từ cái xác ở băng ghế. Bạn về đưa cho cô gái, cô nói rằng sẽ mất một ít thời gian để phân tích nó. Khi nhìn vào tấm bản đồ, cô gái nói rằng nó bị rách một phần ở góc và có một phần bị lem chất lỏng kinh dị kia khiến cho nội dung bị che đi. Đây chính là lý do bạn không thể đến những địa điểm còn thiếu. Cô gái liền mách rằng trong nhà vệ sinh còn một chai thuốc tẩy, bạn có thể lấy dùng tạm lên những vết bẩn này. Vết bẩn trên bản đồ được tẩy đi để lộ ra một khu mua sắm. Từ đây, bạn phát hiện có một nhà kho, có thể tìm được những thứ hữu dụng khác cho cuộc hành trình của mình. Cửa kho bị khóa, thế là phải dùng tới cục đá nữa rồi. Bên trong cánh cửa bị đập vỡ kính là một nhà kho tối tăm đầy khói thuốc lá. Quái thật, chắc có lẽ lão lao công nhà kho lúc trước đích thị là một người nghiện thuốc lá nặng. Khói đặc thế này, chắc lão ta vác cả điếu cày cũng nên. Thứ cực kỳ hữu dụng lúc này chính là hộp công cụ cất giấu bên trong đã được bạn thu thập đầy đủ. Khi bước ra bên ngoài, khói thuốc đặc quánh trong nhà kho thoát ra theo lỗ kính vỡ, kích hoạt máy báo cháy trong trường. Chuông báo reo liên hồi và có vẻ như nó thu hút một thế lực nào đó. Cả ngôi trường rung chuyển và các con mắt mọc lên trên tường. Cô gái thét lên, bảo bạn nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Con quái robot cũng xuất hiện và làm mờ đi một số thứ trong phòng. Bạn đào thoát khỏi ngôi trường thành công, nhưng tạm thời không thể quay lại đây được nữa. Bạn quyết định đi lên khu mua sắm tìm xem có thu nhặt được thêm thứ gì giúp mình sống sót qua thảm họa này hay không. Trên sạp báo có tựa đề một tin khá là giật gân là có người thấy quái vật nổi lên từ hồ nước trong công viên. Đây có thể là một tin vịt, nhưng nếu nó phản ánh chút gì sự thật thì cũng đáng để quan tâm lắm chứ. Trong một quán cà phê gần đó là xác của một bà cụ đang ngồi uống trà. Chung cư phía bên trái bị đóng kín bằng ván gỗ, nhưng nhờ cây xà beng trong hộp dụng cụ, bạn cậy tung chúng ra mở đường vào bên trong. Nhà kho ở chân cầu thang là một điểm đáng chú ý, bạn lại dùng chìa khóa vạn năng đắt cùi để mở khóa số, tuy nhiên bên trong lại toàn đồ hư cũ, không thấy có gì đáng chú ý cả. Rời khu mua sắm, bạn lại được đi ngược lên công viên, định sẽ tìm hiểu vụ quái vật bên hồ. Bạn ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng xem có gì lạ không. Kết quả khá thất vọng, vì ngoài vài bọt khí nổi lên và cụm rác ở dưới hồ bị sóng đánh trôi lại gần bờ thì cũng không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên sau đó, mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Bạn chạy ngược ra cổng công viên thì gặp lại con robot kỳ lạ kia. Nó lấy mất cái xác của ông già ngồi trên ghế và có vẻ sắp quay sang bạn. Ba chân bốn cẳng chạy cho nhanh, chớ quay đầu. Cô gái gọi điện thông báo đã phân tích xong mẫu máu. Cô gái giải thích rằng đó 100% đều là mực. Cô ta cho rằng căn bệnh lạ này đã khiến máu của người ta biến thành mực. Cô gái trình bày là bước tiếp theo cần phải chế ra một chất để kháng lại mực và cũng cần một số nguyên liệu thu thập ngoài thành phố. Để có thể trở lại những khu vực đã bị con robot chiếm giữ, cô gái đề nghị sửa chiếc đồng hồ báo thức của mình thành mồi nhử. Bạn mang chiếc đồng hồ đó đến khu mua sắm, tìm các linh kiện để sửa nó và sau đó bật nó lên. Tiếng chuông reo inh ỏi đã kéo sự chú ý của con robot cùng với các dấu vật quay về đó và khiến nó rời khỏi các khu vực khác. Nhờ đó, bạn quay về trường học và công viên để thu thập các nguyên liệu bào chế thuốc. Với số nguyên liệu mang về, cô gái chế ra thuốc giải trong nháy mắt và nhờ bạn mang nó đi thử ở bên ngoài. Bạn ra bến xe buýt, nhỏ thuốc vào các vết mực thì thấy chúng tan biến nhanh chóng. Cô gái yêu cầu thử vào một nơi đậm đặc hơn, bạn liền mang nó vào cửa hàng đồ chơi, nhỏ vào lọ mực vẽ.
Tuy nhiên, phản ứng hóa học của thuốc làm nổ tung lọ mực và mực dính đầy lên người bạn. Cô gái hốt hoảng, ông bạn lập tức trở về để cô ta giúp lau rửa vết mực. Trong khi đó, mực bắt đầu ngấm vào người khiến bạn bắt đầu bị ảo giác. Các cửa và đường đi không còn đúng như trước nữa. Phải lạc một lúc lâu trong mê cung ảo giác mà mới quay về được nhà của cô gái. Sau khi tẩy rửa cho bạn, cô gái cho rằng thí nghiệm lần này không thành công và nhờ bạn đi tìm một mẫu máu bình thường để so sánh với máu của bạn. Bạn lại ra công viên và hồ nước lúc nãy nổi lên cái gì đó. Bạn nhặt sợi dây câu trong mớ rác rồi ném nó vào vật đang nổi, kéo nó lên trên. Hóa ra đó là xác của một ông họa sĩ. Trong túi ông ta vẫn còn chiếc chìa khóa tiệm tranh vẽ ở khu mua sắm. Tiệm tranh bị thiếu một số bức trên tường và bạn lại phải đi khắp thành phố tìm trả về chỗ cũ. Một trong số bức tranh ấy có vết máu bắn lên, vì vậy bạn mang nó về cho cô gái sử dụng. Trong khi tìm tranh, bạn cũng nhặt được mảnh bị thiếu của bản đồ và biết thêm một khu vực nữa là cổng thành cổ. Sau khi so sánh và suy nghĩ hồi lâu, cô gái đưa ra một giả thuyết mới, nhưng cô cần phải kiểm chứng, vì vậy cô nhờ bạn tạo ra một lỗi trong công thức vận hành của thế giới này. Bạn quay lại trường học, đi vào lớp học và sửa công thức toán trên bảng thành một công thức sai. Nó kích hoạt một lỗi nghiêm trọng khiến cả thế giới bị crash và reset. Sau khi mở game lại, cô gái nói rằng mình đã hiểu ra vấn đề. Cô nhận ra mình đang sống trong một video game và bạn là một người chơi game. Lý do của đại dịch liên quan đến mực chính là vì tác giả trong lúc phát triển ý tưởng đã liên tục chỉnh sửa mọi thứ nhưng lại làm quá lố khiến cho tất cả bị hủy diệt. Cách duy nhất để cứu thế giới này là thuyết phục tác giả phục hồi lại thế giới trước thời điểm chỉnh sửa. Bạn trở ra menu vào phần của tác giả và biết được tên anh ta. Tuy nhiên, khi định vào bốt điện thoại công cộng để lật tìm danh bạ thì địa chỉ bốt điện thoại bị khóa và một dòng chữ chưa sẵn sàng đâu được viết bằng mực trên trạm xe buýt. Có vẻ tác giả đang cố ngăn cản bạn tìm gặp mình. Cô gái liền đưa ra một sáng kiến là tìm cái gì đó làm cho tác giả bị phân tâm, không ngăn cản bạn nữa. Cô ta liền chạy một đoạn mã vào game và mở phần chơi mạng đã bị ẩn của game đi. Sau khi phục hồi phần chơi mạng, hàng loạt người khác xâm nhập vào game với nhiều thao tác khác nhau đã khiến cho tác giả không biết được đâu là bạn nữa. Từ đây bạn có thể dễ dàng mở danh bạ điện thoại trong bốt điện thoại công cộng ra để tìm địa chỉ nhà tác giả. Nhà của tác giả nằm bên kia sông và phải đi qua cổng thành cổ, nhưng không may nó đã bị hỏng. Bạn lại phải tìm các vật liệu dụng cụ để mở cửa thành. Trong tiệm thời trang trên phố mua sắm, bạn gặp lại chàng trai mang mặt nạ hề trong phần game trước, Badrim Karma. Tuy nhiên, hắn bước vào phòng thay đồ và biến đổi thành con gái. Cô ta nói rằng nhân vật của phần game trước thiếu chiều sâu, vì vậy đã khiến tác giả điên cuồng làm nhân vật mới ở phần này dẫn tới hậu quả ngày nay. Quá đắc chí vì trí thông minh của mình, cô gái bước ra cửa mà quên rằng mình đang mặc trang phục của cửa hàng khiến cho hệ thống báo trộm kích hoạt. Dùng đá đập vỡ bản điều khiển cũng chẳng tắt được chuông. Bạn phải mở menu và tắt nhạc nền để không gây sự chú ý của con robot. Sau khi lên một phòng của chung cư, mượn một cái máy tính để cắm vào bảng chống trộm. Cuối cùng, bạn cũng tắt được báo động và mở nhạc nền trở lại. Và bạn cũng tìm thấy một đồng xu cuối cùng dùng để mở cửa thành cổ. Tìm đến được nhà của tác giả game, anh ta tỏ ra bực bội và nói rằng game vẫn chưa làm xong. Đây không phải là lúc bạn vào chơi. Nó có quá nhiều lỗi và nhiều thứ chưa hoàn chỉnh cần phải vứt hết để làm lại. Khi nào game hoàn chỉnh rồi thì hãy vào mà chơi. Nói xong anh ta reset game và khi load trở lại thì bạn mất hết mọi thứ. Tất cả cửa di chuyển, vị trí bản đồ và cả đồ trong túi đều bị xóa đen. Bạn bị kẹt lại ở khu vực cửa nhà tác giả. Khi cố dùng bot điện thoại để gọi cho cô gái thì tác giả cũng phá hỏng tụ điện thoại. Bạn liền dùng một cái anten cắm ống nghe vào biến nó thành một cái điện thoại di động và liên lạc lại thành công. Cô gái tỏ ra thất vọng vì thái độ của tác giả đối xử với người chơi của mình. Nhưng cô cũng nói rằng đây là thế giới mà mình sinh sống nên cô muốn nhờ bạn giúp đỡ phục hồi nó trở lại như xưa. Nhờ một tấm bản đồ rách, bạn quay lại được trạm xe buýt và theo hướng dẫn của cô gái, bạn mở được nắp cống. Từ đây, bạn lần mò mở các đường đi từ hệ thống cống ngầm đến các khu vực cũ mà không bị tác giả game phát hiện. Bạn tìm được đường trở về nhà gặp cô gái. Cô gái đưa ra một ý tưởng táo bạo là hack vào game tước quyền admin của tác giả. Tuy nhiên khi đang chạy chương trình hack thì cô gái cũng bị nhiễm mực. Cô cố tẩy rửa nhưng chai thuốc tẩy đã cạn hết. Vì vậy, thời gian không còn được bao lâu nữa. Cùng với cô gái, cả căn phòng của cô cũng dần dần bị mực xâm chiếm. Cả hai phải chạy trốn ra ngoài công viên lánh nạn. Cô gái lúc này mới giải thích rằng bản chất đây không phải là một virus, mà nó là nỗ lực cải tiến nhân vật của tác giả. Tác giả đã cố làm cho cô đẹp hơn và các nhân vật khác chuẩn hơn. Nhưng vì quá tham sự hoàn mỹ mà tác giả đã chỉnh sửa quá sức chịu đựng của các nhân vật khiến cho cơ thể họ bị hủy hoại. Cô gái đưa cho bạn một đĩa CD chứa phần mềm hack quyền admin của tác giả và dặn hãy tìm một chiếc máy tính còn hoạt động để chạy nó. Bạn nhớ lại căn phòng chung cư có một chiếc máy tính và lập tức đến đó. Khi chạy chương trình thì tác giả phát hiện và nhắc lại rằng game vẫn chưa hoàn chỉnh
anh ta có rất nhiều ý tưởng được đưa vào, nhưng giờ đây nó thành một mớ hỗn độn cần phải được gỡ rối. Tác giả cố tình phá hỏng chiếc máy tính ở chung cư, nhưng bạn tìm được cách sửa và khởi động chương trình hack. Có được quyền admin, bạn đi đến các nơi bị khóa để mở các chức năng trở lại. Sau khi phục hồi một phần của thế giới, cô gái xuất hiện và báo rằng thấy tác giả đi ra ngoài. Có lẽ sau khi mất quyền admin, anh ta đổi sang cách đi sửa tận nơi bằng tay. Điều này tạo cơ hội để họ đột nhập vào nhà anh ta kiếm thêm thông tin về game này. Họ tìm được nhiều ý tưởng bị xé bỏ của tác giả và tìm cách phục hồi lại chúng. Con robot xuất hiện ngày càng nhiều và xóa đi nhiều phần của game. Cuối cùng, cô gái cũng chết trên ghế công viên và con robot đến xóa luôn xác của cô ta. Ở cửa công viên, bạn gặp được tác giả đang đứng trước núi xác người. Anh ta giải thích rằng mình đã quá tham vọng trong việc phát triển ý tưởng khiến cho game sinh ra rất nhiều lỗi. Mỗi ý tưởng mới lại kéo theo hàng tấn lỗi và anh ta phải viết một chương trình tự động dò và xóa lỗi. Nhưng vì đặt điều kiện quá cao nên nó trở thành một con virus đi xóa tất cả mọi thứ. Tác giả nhặt trong đống đĩa CD cũ và trao cho bạn một đĩa game mang ý tưởng gốc của mình. Anh ta nhờ bạn hãy phục hồi game lại tình trạng sơ khởi nhất và anh sẽ không tham lam mà hủy diệt mọi thứ nữa. Bạn quay về chiếc máy tính trong nhà của tác giả và sử dụng chiếc đĩa. Con robot xuất hiện xóa luôn cửa ra khiến bạn bị kẹt lại trong phòng. Chiếc đĩa hóa ra là bản gốc của tác phẩm trước mang tên Bad Dream Karma. Bạn đi vào đó và gặp lại anh chàng mặt nạ hề. Tuy nhiên con robot cũng đuổi theo và xóa đen luôn toàn bộ màn hình. Anh chàng mặt hề cứu bạn bằng cách dùng cục tẩy xóa ngược vết tô của con robot. Bạn đi vào một căn phòng có chiếc máy tính trong game, sử dụng nó để mở Bad Dream Karma một lần nữa để tạo ra một thế giới ảo bên trong thế giới ảo, rồi từ đó chạy phần mềm kết nối dò lỗi. Phần mềm này ngay lập tức sản sinh ra một con robot, nhưng bạn ngay lập tức chạy phần mềm diệt virus và xóa nó khỏi thế giới game. Kẻ phá hoại đã bị tiêu diệt. Chàng mang mặt nạ hề xuất hiện và nói rằng thế giới trong Bad Dream Karma đã được cứu, nhưng bạn vốn không thuộc về thế giới này nên anh ta không có dữ liệu gì để hướng dẫn tiếp cuộc hành trình cho bạn. Quay trở lại với thế giới của Bad Dream Fever, bạn vào phòng của cô gái nhưng không tìm thấy cô ta ở đâu. Chỉ còn một lá thư của cô gái nhét qua khe cửa ra vào. Cô ta nói rằng game đã được phục hồi, mọi người đã trở lại bình thường, nhưng tạm thời cô không thể lộ mặt. Cô có thể đã được tác giả vẽ thành một hình khác hoặc là một nhân vật khác cũng nên. Vì vậy, cô chỉ có thể tự giả bạn qua lá thư này. Cô gái cũng không quên ca ngợi khi bạn là một người xa lạ đã giúp đỡ cô vô điều kiện như vậy để cứu lấy thế giới này. Cô cũng không quên cho bạn biết tên thật của mình là Ella. Những chi tiết thú vị trong game. Chắc chắn bạn có thể nhận ra Bad Dream Fever đã phá bức tường thứ tư và thậm chí là thứ năm. Đầu tiên cô gái thẳng thắn cho bạn biết bạn đã chơi game và cô ta đang ở trong game. Đó chính là phá bức tường thứ tư, ngăn cách giữa khán giả và thế giới trong game. Tuy nhiên, Bad Dream Fever còn phá cả bức tường thứ năm, ngăn cách giữa các game với nhau. Nó đưa bạn ngược về thế giới của phần game trước là Bad Dream Karma cùng nhân vật chủ chốt là anh chàng mặt hề. Chi tiết dùng máy tính trong game để mở game rồi sử dụng antivirus là một thao tác của các chuyên gia máy tính để diệt virus mà ít người biết đến. Các chuyên gia muốn nghiên cứu virus trên máy tính thì phải dùng một máy tính ảo bằng phần mềm giả lập ngay bên trong máy tính của mình, rồi sau đó mở mẫu virus đưa ra để phân tích và tìm cách vô hiệu hóa nó. Đây là một phương pháp an toàn, vì lỡ có thất bại thì virus cũng không thể lây lan từ máy ảo sang máy đã sử dụng được. Chuyên gia chỉ việc xóa cái máy ảo giả lập đó đi và làm lại cái mới là được. Về phần nội dung, tuy có hơi kỳ dị và rối rắm khi chuyển từ một đại dịch bí ẩn, hiểu hòa robot sang lỗi game và tâm sự của một người làm game, nhưng nó cũng mang một ý nghĩa khá là chuẩn. Đó là phong cách đùa cợt, than nghèo kể khổ của tác giả. Nếu bạn từng đọc Doraemon, chắc chắn cũng gặp các tập truyện về mấy ông tác giả truyện tranh cả ngày đau đầu vì việc sáng tác của mình đi vào ngõ cụt. Tác giả game này cũng dùng cách tương tự khi than thở về cái khó của một nhà phát triển game. Bạn có rất nhiều ý tưởng để đưa vào game, nhưng thực tại luôn tàn khốc. Càng đưa ra nhiều ý tưởng, càng chỉnh sửa nhiều thì game lại càng sinh ra nhiều lỗi hơn. Nó giống như một chiếc xe, càng độ chế thì càng dễ sinh ra hỏng hóc. Và cũng chính điều đó khiến tác giả trở nên trầm cảm vì phải xử lý quá nhiều lỗi đến nỗi mất hết cả hứng sáng tạo. Nhìn thấy ý tưởng mới cũng không còn thấy hứng thú, mà chỉ thấy đó là một khối lỗi nữa được đưa vào trong game thôi. Trong hố sâu tuyệt vọng đó, cách duy nhất để thoát ra là từ bỏ tất cả, quay về với ý tưởng đơn sơ nhất ban đầu. Nếu bạn đọc được bài viết về công tác làm game trên mọt game thì bạn sẽ nhận ra lúc đề xuất ý tưởng các game sẽ có rất là nhiều thứ. Tuy nhiên trong quá trình làm thì nhà phát triển phải quyết định cắt bớt để cân bằng giữa tưởng tượng và sức lực của mình hiện có. Lao theo tưởng tượng sẽ dễ tạo ra một khối công việc quá sức và từ đó không thể tạo ra một game cân bằng nữa. Cũng có thể hiểu rằng tác giả bí tưởng cho game mới nhưng mà cộng đồng cứ hối thúc quá gấp. Thế là làm nửa đầu xong, nửa sau ghép câu chuyện tuyệt vọng của mình khi làm game vào rồi thêm một cái kết đẹp nữa là được. Thế là xong Bad Dream Fever mà không ai bắt bẻ được rồi. Và đó là câu chuyện hậu tận thế, tương tác qua lại giữa thế giới thực và ảo của người chơi, nhân vật trong game và của cả tác giả làm ra trò chơi đó. Rõ ràng chúng ta cảm nhận được cái nghề làm game cũng như là làm dâu trăm họ vậy.
cả một cốt truyện dài để đem đến cho người chơi những trải nghiệm tuyệt vời, cũng chính là một quá trình cố gắng dài hơi của nhà làm game, đi từ nhiều cung bậc cảm xúc như tuyệt vọng như rơi vào tận thế, mơ hồ như dính phải thuốc mê, rối rắm chìm đắm trong một rừng ý tưởng và gấp gáp chạy deadline để hoàn thành. Tới đây rồi, anh em còn tiếc gì một like nữa cho đội ngũ làm game cũng như tập thể mò đã ngày đêm tâm huyết để ra đều đặn các sản phẩm giải trí đến công chúng nào. Cảm nhận của các bạn ra sao? Hãy cho tụi mình biết ở dưới phần bình luận nha. Cứ 18 giờ thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần, mò sẽ đem đến cho các bạn những video hấp dẫn hơn đó. Tạm biệt. DigiPals, game NFT uy tín sắp ra mắt. Đăng ký ngay để có cơ hội nhận 500 NFT và tham gia sự kiện đấu giá Genesis với ưu đãi vượt trội. Tìm hiểu thêm tại digipals.io nha. Game đang cảm nghĩ mưa trong đây, kim là bàn mất định hướng đông tây.